Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 81. Không xa cửa Tây là một vùng đất hoang rộng lớn, rải rác có vài túp lều. Ánh nến lè lói qua khe hở của hàng rào trúc, mờ mờ nhìn thấy được khung cảnh xung quanh trong phạm vi hai trường. Lý Bạch than rằng đường tục khó đi, khó như lên trời đất thuộc bốn bề là núi, ở phía đông là chủ tịch ngân hàng Giang, nước chảy xiết, có ba khe núi. Phía bắc là ải kiếm môn, một người làm quan, cả họ được nhờ. Vào thời nhà Hán Mạt, Liêu Khấu nổi loạn, đối với dân chúng thành Ích Châu mà nói, chỉ cần ngồi trong quán trà nghe các tiên sinh kể chuyện là đủ. Từ khi nhà đường thành lập đến nay, Ích Châu Thành chưa từng xảy ra chiến sự. Tường thành đã lâu không được tu sửa. Trước mắt, đoạn tường thành này đã bị gió mưa làm sụp xuống một lỗ thùng. Gạch đá rơi xuống tạo thành một con dốc thoai thoải. Đêm đến, cửa thành đóng lại, Dương Tịnh Nguyên cưỡi ngựa đến đây, nhảy xuống ngựa, rất hàm thiếc và dây cương, rồi đi lên con dốc. Lang quân, nếu ban đêm lật tường thành bị bắt, cứu lão gia cũng không dám đứng trước thái thú mà nói giúp ngài. Dầu vừng căng thẳng nhìn quanh, hết đông tới tây. Ai bảo ngươi đi theo? Trở về. Dương Tĩnh Uyên cảm thấy dầu vừng nhát gan lắm mồm, không muốn mang theo hắn. Dầu vừng ủy khuất ngậm miệng, dắt ngựa đi theo. Hắn thầm nghĩ, nếu không có ta theo cùng, lang quân ngươi có nghĩ đến việc mang mũ trùm để tránh mưa không? Nếu không có ta nhắc, ngươi mặc áo choàng bạch ngấm, cưỡi ngựa tuyết phong, cách mười dặm lính canh thành cũng có thể nhìn thấy ngươi. Nhát như chuột, Dương Tĩnh Uyên khinh bỉ liếc hắn một cái. Đêm thu mưa lạnh, lính canh cửa thành đã sớm núp trong môn lâu uống rượu. Lính tuần tra cũng không tuần tra đến khu đất hoang này. Hai người leo qua tường thành, lên quan đảo, dương tĩnh uyên rốt cương, ngựa lao ra như mũi tên rời cung. Lang quân Dầu vừng rất hiếu kỳ, rõ ràng đã thu xếp xong hành lý, ngày mai sẽ ra đi. Đã trễ thế này, lang quân ra khỏi thanh làm gì? Hoặc là đứng đây đợi, hoặc là câm miệng. Dầu vừng ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ cần Lang Quân không bỏ rơi mình là tốt rồi. Mưa càng rơi càng nặng hạt, tiếng mưa rơi sột soạt vang lên ngoài cửa sổ. Nương tử, buổi tối mỏi mắt, nghỉ viết một lát đi." Lang Nhi thêm hai ngọn nến đặt trên bàn thấp. "Quý anh anh viết lên giấy trắng làm từ che trúc, nghĩ rồi ký tên. Cuối năm muốn theo gia đình gì đi Trường An, ta ghi lại những điều hôm nay đã dùng, ngày mai giao cho ca ca." Những ngày này gió yên sóng lặng, người nhà họ quý đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ chờ thời gian trôi qua, triệu gia sẽ quên chuyện đấu gấm và hôn ước. Quý thị dốc hết sức dạy quý anh anh các lễ nghi. Bốn ma ma thay phiên chỉ bảo, từ cách ăn mặc đến sở thích ẩm thực của lão thái gia và lão phu nhân nhà họ từ, không chỗ nào không tỉ mỉ. Quý anh anh chỉ có buổi tối mới có chút thời gian lặng lẽ chuẩn bị thuốc nhuồm mua được các loại thuốc nhuộm thông thường có thể tạo ra các màu xanh nhạt xanh thẫm thúy lam xanh ngọc xích thanh xanh đen và các màu xanh khác các màu xanh lá như hồ lục xanh lá cây lá lục xanh nhạt xanh sẫm cũng có thể được nhuộm ra tùy theo tỷ lệ mỗi loại xanh và mỗi loại lục lại chia thành thượng trung và hạ phẩm thượng phẩm có ánh sáng phối hợp tự nhiên vải nhuộm có màu sắc đẹp phường nhuộm thu công cao hơn hai thành Quý Diệu Đình có thể nhuộm, nhưng không như muội muội có thể phối hợp tốt nhất. Quý Anh Anh ghi lại những điều tâm đắc vào ban đêm, để ca ca học tập cách điều chế. Sau khi viết xong cách điều chế và cất vào hộp, Quý Anh Anh vẫn không buồn ngủ. Nàng chống cằm nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, vẻ u sầu như cơn mưa thu kéo dài. Trường An, mẫu thân nói, sẽ cầu xin ngoại tổ mẫu tìm người xứng đáng, trực tiếp từ nhà ngoại mà gả đi. Đi khi nào nàng mới có thể trở lại nha? Nàng lưu luyến nhìn khắp phòng, mỗi vật dụng lúc này đều trở nên đáng yêu và không thể rời xa. Nương tử, nghỉ ngơi đi. Lăng nhì thấy rõ vẻ mặt không vui của nương tử, lòng cũng theo đó mà chua xót. Nếu không phải vì nhà họ chịu, nương tử cũng không cần phải đi xa trường an tìm người gà. Nhưng ở lại ít châu phủ, họa nhiều hơn phúc. Quý anh anh ngáp dài. Ngủ đi, sáng sớm còn phải theo nương học pha trà đông 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 cửa sổ bị gõ nhẹ nhàng chủ tớ không để ý âm thanh quá nhẹ giống như một trận mưa bị gió thổi đánh vào cửa sổ khi lăng nhi đang giúp quý anh anh thay quần áo cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra gió lạnh mang theo mưa bụi rót vào nhà ngọn nến trên bàn tắt ngúm trong phòng tức thì rơi vào bóng tối lăng nhi định đốt đèn lại trước mặt bỗng tối sầm mềm mại ngã xuống đất quý anh anh hoa mắt một bóng người đã đứng trước mặt nàng. Ai, ta, Dương Tam Lang. Dương Tịnh Uyên nhanh chóng nói, ngăn nàng gọi người, đóng cửa sổ. Yên tâm, nàng chỉ ngất đi, ta có chuyện muốn nói với nàng. Hắn mở mũ trùm, hơi lo lắng nhìn nàng. Quý anh anh đặt tay lên ngực, sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Hắn coi nơi này là hậu hoa viên dương gia, đi đâu cũng được sao. Nàng vô cùng tức giận, hạ giọng nói người tại sao lúc nào cũng không thể hiểu nổi có chuyện gì không thể nói ban ngày sao leo tường vào phòng thế này nếu bị người khác thấy thì sao trong phòng tối đen chỉ có đôi mắt nàng sáng rực hắn chỉ thấy được hình ảnh mờ mờ của nàng nghĩ đến việc nàng đi xa có thể sẽ thành của người khác lòng dương tĩnh uyên như bị đốt cháy ngọn lửa ấy lan đến bờ môi hắn thậm chí cảm thấy máu đang thình thịch chảy Quý anh anh cảm thấy thân hình hắn như núi đè xuống. Ngươi có chuyện gì? Môi hắn đã chạm vào môi nàng, hơi thở mang theo mưa thu, mang đến cảm giác nóng rực, làm nàng hoảng hốt. Suy nghĩ và phản ứng của nàng ngừng lại trong chốc lát, thậm chí không biết có nên cắn hay đẩy hắn ra. Chỉ trong chớp mắt, Dương Tĩnh Nguyên buông tay, khẽ thở dốc. Hắn định nói, quý anh anh đã tát một cái vào mặt hắn, nàng lùi lại vài bước, dựa vào cột giường, phẫn nộ gầm lên. Dương Tam Lang, không ngờ ngươi là loại người này. Hắn xúc động, hắn không thể kiềm chế. Dương Tĩnh Uyên không thể giải thích. Hắn khép nép nói. Ta biết rõ là đường đột. Ta thật lòng thích nàng. Ta sẽ từ bỏ gia nghiệp để cưới nàng. Nàng không cần dễ dàng đồng ý với người khác được không? Nàng chờ ta được không? Quý anh anh đưa tay che môi, tức giận đến toàn thân run rẩy. Người nghĩ ngươi là ai? Người muốn đến thì đến muốn hôn thì hôn ngươi coi ta là gì ngươi dựa vào gì mà bảo ta chờ ngươi ta có vội gả cho ngươi sao đúng là hắn sai là hắn tự mình đa tình là hắn không bỏ được dương Tĩnh uyên nghe giọng mình như tiếng mưa triền miên dường như không phải của mình triệu tu duyên sinh hận sẽ gây bất lợi cho nàng ta biết mẫu thân và ca ca nàng muốn sớm gả nàng đi như chu nhị lang gả vào dương gia ta ít nhất có thể bảo vệ nàng a. À, người cứ thế quyết định cả đời ta quý anh anh giận quá mà cười người có hỏi qua ta không dương tam lang ta không muốn gây ồn ào đánh thức gia nhân người đi đi còn việc trung thân của ta đã có mẫu thân và ca ca lo liệu dương tỉnh uyên hận không thể tự tát mình một cái rõ ràng không nên là tình cảnh này bị chính mình làm dối tự tôn và kiêu ngạo không cho phép hắn khép nép cầu nàng nữa hắn xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ hắn đứng dưới mái hiên, mưa rơi tí tách trên mặt, trong bóng đêm khuôn mặt tuấn tú hiện rõ vẻ khó xử và đau lòng. Hắn cứ thế kinh ngạc nhìn mình, như một con cún ướt. Quý anh anh tức giận dần tan biến, nàng không khỏi nhớ tới triệu tu duyên, nhớ tới chính mình. Nước mắt không thể ngăn rơi xuống. Nàng cuối cùng không yêu hắn, dường tĩnh uyên đột nhiên xoay người, nhẹ nhàng vượt qua tường, biến mất không thấy gì nữa. Quý anh anh chậm rãi bước tới cửa sổ, lầm bầm. Gả cho ngươi, cực tốt. Ít nhất hắn thích nàng, gả cho người thích mình, còn là lang quân của dương gia cẩm vương, có gì không tốt chứ? mươi 82 Khi dương tĩnh uyên về đến nhà, tiếng trống canh ba đã vang lên. Hắn bước vào sân nhỏ, bất ngờ thấy đèn trong thư phòng vẫn sáng, làm hắn kinh ngạc. Nghe tiếng bước chân, dương đại lão ra mệt mỏi mở mắt. Thấy đầu tóc hắn ướt đẫm nước mưa, ông thở dài. Tam lang, nếu đã không muốn, sao lại từ chối hôn sự? Bị phụ thân đoán chúng, mặt dương tĩnh nguyên đỏ lên. Nhớ lại lúc mình nóng giận làm quý anh anh tức giận. Hắn ảm đạm nghĩ, có lẽ mình không có duyên phận với nàng. Nghe lão quản gia nói nhị nương quý gia thông minh lại là một tiểu nương tử hoạt bát đáng yêu. Con thực sự không hối hận. Đại trượng phu không lo thiếu vợ nàng không có tình cảm với con, ép buộc cũng vô ích. Con, không hối hận. Dương đại lão gia không nói tiếp, chỉ ra lệnh. Đổi phục đi. Dưới ánh đèn, nhìn phụ thân già yếu với tóc bạc, Dương tĩnh nguyên thấy khó chịu. Đợi đến khuya vẫn chờ mình trở về, chắc chắn phụ thân lo lắng. Hắn ừ một tiếng, nhanh chóng đi đổi y phục, lau tóc, rồi sai người hầm chén tổ yến với đường phèn mang tới. Không cần đâu, Dương đại lão ra lấy khăn vải từ tay hắn, ra hiệu hắn cúi đầu. Dương Tĩnh uyên ngẩn người, ngoan ngoãn ngồi trồm hỗm trước mặt phụ thân, để ông lau tóc cho mình. Tam lang, cha hiểu tâm tình của con. Một người ăn no, cả nhà không đói. Cưới vợ là để làm chủ gia đình. Là nam tử hán đại trượng phu, không thể đối mặt với khó khăn, không thể chịu đựng áp lực. Dương Tĩnh uyên cảm thấy mũi cay cay, gục đầu lên đầu gối phụ thân. Cha, ngài hiểu hết rồi sao? Dương đại lão gia cẩn thận xoa đầu tóc ướt của con trai. Trong ba người con trai, ông yêu thương nhất đứa út này. Vì nó là con của vợ kế, ông chỉ có thể chia cho nó phần sản nghiệp không tệ để bảo vệ mẹ con nó sau khi ông qua đời. Ông hiểu rõ tâm tư của thạch thị, có thể yêu nhưng không thể dùng. Đây là cái giá của việc dùng ái liễu thị suốt 20 năm. Điều duy nhất khiến ông đau lòng là tam lang một đứa con thông minh nhưng bị thạch thị dạy dỗ thành kẻ vô học và liêu lồng. nhưng tam lang không chịu thua kém, không học được văn chương nhưng học thành một người giỏi võ nghề. thấy con ngày càng hiểu chuyện, làm sao ông không đau lòng được? cha không phản đối con đi ra ngoài phiêu bạt. còn hơn một tháng nữa là đến tết, năm nay con ở lại phủ đón tết có được không? tương lai xa cách, không biết ngày nào mới về. dương tĩnh uyên nhắm mắt, nước mắt từ từ trào ra phụ thân già rồi, thích con cháu quê quần bên nhau, đón Tết đoàn viên. Đợi con đến canh ba để giữ con lại đón Tết, làm sao con có thể từ chối được. Con ngày mai không đi nữa, con sẽ ở nhà với ngài. Dương đại lão gia đặt khăn lên bàn, vui mừng cười. Con ngốc à, tống quản sự mới từ Trường An trở về, nói nhị nương sinh đứa bé mập mạp. Mẹ con đã chuẩn bị lễ vật, ngày mai con cùng tống quản sự đi Trường An thăm cháu trai nhớ về sớm trước Tết nhé. Cha! Dương Tĩnh Uyên cảm động vô cùng. Hắn chưa từng rời khỏi ích châu phủ đi xa. Phụ thân sắp xếp như vậy là để hắn sớm quen. Trên đường có tống quản sự chăm sóc, chỉ dẫn, cũng không bị bỡ ngỡ. Dương Đại Lão ra đưa cho hắn một gói đồ nhỏ trên bàn, ân cần nói. Ở nhà thì yên bình, ra ngoài thì mọi chuyện khó khăn. Đi xa mang tiền đồng bất tiện, mang theo những đồng vàng này sẽ tốt hơn dù mất chút ít giá trị, nhưng tiện lợi hơn. Mẹ cả không bao giờ keo kiệt với hắn, Dương Tĩnh Nguyên tiêu hết tiền, không có gì để dành. Trước khi xuất hành, hắn gom góp được 200 quan tiền, đổi thành bạc để mang theo. Lần này ra ngoài, hắn dự định sẽ sống tự lập, nhưng phụ thân lại biết. Nhìn túi vàng đó, Dương Tĩnh Nguyên cảm thấy lòng nặng trĩu và quyết tâm xây dựng sự nghiệp. Tâm ý gọi ra, con không muốn từ chối. Dương đại lão ra nói xong đứng dậy, cảm thấy đầu hơi choáng. Thật sự là già rồi, ông nhắm mắt xua đi cảm giác khó chịu, vẫy tay với Dương Tĩnh Nguyên. Cha lớn tuổi, không dậy sớm tiễn con được, sáng mai con chào mẹ là được. Dương Tĩnh Nguyên dìu phụ thân ra cửa phòng, đưa ông lên giường êm. Hắn cẩn thận khép áo choàng cho phụ thân, cười tươi. Nghe nói chợ phía đông Tây Thị rất sầm uất, cái gì cũng có. Cha, con sẽ mang lễ vật từ trường An về cho ngài. Dương Đại Lão Gia cười lớn. Trên đường hãy nghe lời tống quản sự, đừng tùy hứng, đừng gây hỏa. Cha chờ con về bình an đón Tết. Vâng, con nhất định sẽ về sớm. Nhìn bóng lưng phụ thân đi xa, Dương Tĩnh Uyên nắm chặt tay. Đèn trong phòng chính vẫn sáng, Dương Thạch Thị Tựa vào gối, mí mắt nửa khép. Trên bàn, Lư Hương Mạ Vàng đang đốt trầm hương tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, làm lòng nàng càng thêm tĩnh lặng. Đại nha đầu mặc thiền tử vội vã vào cửa, thấp giọng bầm. Lão gia đã về. Dương Thạch Thị không mở mắt, nàng đã hơn 50 tuổi, cảm thấy rõ ràng mình không còn nhiều năng lượng nữa. Đợi đến khuya, nàng cảm thấy một loại mệt mỏi khó có thể chống đỡ. Lấy 200 lượng vàng, đem gói ký áo khoác lông hồ mới làm cho Đại lang. Nói với Tống Quản sự, lần này không đi đường thủy, đi đường sản đạo qua môn quan, chọn thêm một số vệ sĩ giỏi. Đại nha đầu mặc thiền tử đáp ứng, cẩn thận bó chăn mền cho nàng. Phu nhân nghỉ ngơi sớm đi, tam lang quân có võ nghệ, tống quản sự thận trọng, trên đường sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dương Thạch Thị thở dài. Người già rồi, lo nghĩ nhiều. Nàng suy nghĩ lại một lần nữa trong lòng, xác định không còn gì cần giao phó, rồi mới ngủ thật say cảm giác như chỉ mới chợp mắt một chút, Dương Thạch Thị đã nghe tiếng đại nha đầu mặc thiền tử. Phu nhân, Tam Lang Quân đến chào từ biệt. Nàng giật mình tỉnh dậy, mệt mỏi hỏi. Giờ mẹo rồi sao, đỡ ta dậy. Đại nha đầu mặc thiền tử đau lòng đỡ nàng dậy. Phu nhân chỉ ngủ chưa đến hai canh giờ. Dương Thạch Thị vỗ nhẹ tay của nàng, gắng sức rời khỏi giường. Đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, ba anh em nhà họ dương cùng hai chị dâu và vài đứa cháu lớn tuổi hơn đều có mặt đông đủ tống quản sự khiêm tốn đứng ở cuối đám người thỉnh thoảng liếc nhìn dương tĩnh uyên dương thạch thị đầu tiên gọi tên tống quản sự tống quản sự tam lang quân giao cho ngươi nhớ bình an trở về trước tết tống quản sự đáp lời vâng tam lang dương thạch thị gọi vành mắt liền đỏ nàng đứng dậy nhìn từ trên xuống dưới dương tĩnh uyên Thấy hắn mặc trường sam xanh sẫm đan hoa phúc chữ, khoác áo tơi màu đen trước cầm, mi tâm khảm ngọc bích cùng màu, dáng vẻ oai hùng. Nàng sửa lại túi thơm bên hông hắn, thở dài. "Tam Lang, đi sớm về sớm." Dương Tĩnh uyên nhẹ gật đầu. "Con sẽ mang lễ vật về cho mọi người." Dương Thạch thị đặt gói vàng vào tay hắn, nghiêm giọng. "Mang bản thân về bình an là được, đừng tiết kiệm mà làm khổ bản thân." cảm nhận trọng lượng cũng biết không ít hơn của phụ thân, Dương Tĩnh Nguyên đốt vàng trở lại. Con đã đủ tiền rồi, mẫu thân đưa cho con, cầm lấy đi. Trường An lạnh hơn đất thục, mẫu thân mới làm áo khoác ra hồ cho đại ca, con mặc trước. Quay lại sẽ làm thêm cho đại ca. Dương Tĩnh Nguyên kiên quyết từ chối. Làm sao con có thể nhận được? Dương Tĩnh Sơn cười nói. Sao lại không được, con ra ngoài cần dùng trước. Sau này sẽ tìm ra tốt để làm cho đại ca áo da nhẹ, Dương Tĩnh Nguyên ôm vào lòng cảm thấy nặng chịu. Ngoài gật đầu, hắn không biết nói gì thêm. Dương Thạch Thị cười nói. Đại lang, nhị lang, các con tiến tam lang ra cửa đi. Chào từ biệt các chị dâu, cùng hai anh ra khỏi chính viện. Đi đến cổng, Dương Tĩnh Nguyên đột nhiên quay đầu, thấy rất xa dưới hành lang, một thị tỷ cầm đèn lồng chiếu sáng một bóng người mờ mờ. Liễu Di Nương khoác áo choàng trắng bạc đứng tựa cột trong bóng đêm mờ mịt hắn phảng phất thấy nàng rưng rưng. dương tĩnh uyên rất muốn cúi đầu lại nàng nhưng nàng là di nương trước mặt hai anh trai không thể làm vậy dương tĩnh sơn nhìn thấy vỗ vai hắn tam đệ ta và nhị đệ chờ ngươi ở phía trước đình đi thôi dương tĩnh uyên cảm tả chắp tay rồi nhanh chóng đi qua mặc dù là mẹ con nhưng từ nhỏ dương tĩnh uyên lớn lên dưới sự chăm sóc của thạch thị Trước kia hắn không có nhiều tình cảm với Liễu Di Nương. Khi lớn lên, hắn mới dần cảm nhận được sự khác biệt giữa mẹ ruột và mẹ cả. Hắn đứng trước mặt Liễu Di Nương, thấy nàng xúc động quay lưng lau nước mắt, ngượng ngùng gọi hắn. "Tam Lang Quân." Dương Tĩnh Uyên trầm ngâm hỏi, "Di Nương có điều gì muốn dặn dò?" Liễu Di Nương ngập ngừng, rồi lấy hết dũng khí nắm tay hắn, nhẹ nhàng nói, "Là con chim ưng thì phải tự bay, Di Nương đã làm khổ con." đừng nhìn di nương khóc thực ra di nương rất vui vì con không giống như mẹ cả luôn quan tâm chăm sóc bằng tiền và áo quần lời nói của di nương như ánh mặt trời chiếu sáng con đường phía trước của dương tĩnh uyên hắn nắm chặt tay nàng nở nụ cười sáng con sẽ trời thu mưa liên tục dương tĩnh uyên rời ích châu thành vào lúc bình minh hắn nhìn ánh mặt trời từ từ mọc nhưng quên rằng đêm tối sẽ lại đến vào hoàng hôn Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 83. Sau vài ngày mưa liên tiếp, thời tiết đột ngột chuyển lạnh. Ngày 18 tháng 11 là ngày hỉ, triệu tu duyên rước như mũ nương về nhà, đến nhà họ quý vẫn là cố ma Quý phu nhân, nô tỳ lần này phụng mệnh phu nhân nhà ta, đến đây đưa thiệp mời cho ngài. Phu nhân nhà ta cảm thấy nhà họ quý khác biệt, láng giềng bao năm lại là khách quen, điều này khiến người ta lo lắng cảm thấy nô tỳ có chút thể diện, nên phái nô tỳ đến. Tam đạo yển này, mọi nhà đều được mời, quý phu nhân sẽ không từ chối chứ? Thiệp mời làm từ vàng kim trên nền đỏ thẫm đặt trên bàn sơn đen, màu đỏ và đen tôn lên nhau, rất bắt mắt. Tam đạo yển, ai cũng được mời, nhà họ Quý không có lý do gì không đi. Triệu thân thị phái, cố ma ma đến đưa thiệp mời, chẳng lẽ ngày mai còn có việc gì quan trọng với nhà họ Quý không? nàng không sợ ngày hỉ của con trai bị suối quẩy sao? Hoặc chỉ là nhắc nhở nhà họ quý về việc con dâu nàng xuất thân từ Tây Xuyên đạo Phó Phủ Đô Đốc, để khoe khoang. Trong lòng quý thị lóe lên nhiều suy đoán, nụ cười trên mặt như hoa trên cửa sổ xương, có hoa mà không có quả. Mama nói quá lời, dù triệu phu nhân không phát thiệp mời, nhiều năm nay nhờ triệu gia chiếu cố công việc làm ăn, thiếp cũng sẽ để Đại lang đến chúc mừng nghe quý thị không tìm cớ từ chối, cố ma ma cười một tiếng, gương mặt như mảnh đất khô hạn lâu năm không có nước, nứt nẻ như mạng nhịn. Nô tỳ xin cáo từ. Nàng nói đủ lễ nghi, mở miệng một tiếng nô tỳ. lúc gần đi, nhìn quanh hết sức, thầm nghĩ sao không thấy quý nhị nương kia. Trần trừ một chút, cố ma ma phát hiện mình trúng kế. Trong lòng nàng mắng quý thị rào hoạt, nếu không nghĩ đến quý anh anh, nàng đã bị lừa rồi nàng xoay người, khom lưng nói. Quý Đại Lang sẽ cùng các nam khách ngồi cùng bàn. Phu nhân nhà ta lâu rồi chưa gặp quý nhị nương, xin quý phu nhân nhất định mang tiểu nương tử đến uống chén rượu mừng. Bị nàng phát hiện sơ hở trong lời nói, quý thị có chút tiếc nuối. Cố ma ma nhanh chóng nói. Hôm nay sao không thấy quý tiểu nương tử? Có phải bị lạnh do mấy trận mưa vừa qua? Người đâu, mời thầy thuốc đến xem. Chào ôi, quý phu nhân, đừng trách ta nhiều chuyện coi chừng bệnh nhỏ không chữa tích thành bệnh nặng tiểu nữ không bị bệnh quý thị cắt lời nàng chậm rãi nói mama sẽ không trách nàng chưa tới đón ngươi chứ nô tỳ không dám quý nhị nương tử không bị bệnh là tốt rồi nô tỳ cáo tử kể từ lần trước bị nhà họ quý bắt giữ và giao trả với tội danh lấy nô tỳ làm chủ cố mama đã tỉnh ngộ rất nhiều nhà họ quý tuy gia cảnh không cao nhưng cũng là lương dân bắt lương dân đón nô tỳ cũng là tội. Nàng lại một lần nữa mắng quý thị vì đã đặt bẫy mình, không dám ở lại lâu, vội vàng rời khỏi nhà họ quý. Quý anh anh vén rèm cửa, từ trong phòng bước ra. Anh anh, triệu phu nhân có lẽ muốn làm khó chúng ta. Quý thị thở dài nói. Ngày đó con đừng đi, triệu gia cũng không thể bắt ép con đi. Quý anh anh lắc đầu cười nói. Mẹ lo lắng quá, dù gì cũng là hỷ sự của triệu nhị lang, triệu phu nhân sẽ không quá đáng. Cùng lắm chỉ là vài lời mỉa mai, sao con có thể để mẹ phải đối mặt một mình? Hơn nữa, ai cũng biết tính con thẳng thắn, nếu có chuyện gì, Triệu gia mới là người khó chịu. Quý thị khẽ mỉm cười, "Chỉ mong là vậy, anh anh, con phải nhớ kỹ những gì mẹ và các mama đã dạy. Cãi và đánh nhau là hạ sách, hãy tìm đúng điểm yếu, không cần dùng lời thô tục cũng có thể thắng được." "Tiểu thư khuê các, ai lại đi chống nạnh vén tay áo đánh nhau?" Quý anh anh cười nói, con nhớ rồi. Trong lòng nàng sinh ra chút tò mò, triệu phu nhân hết sức mời các nàng đến dự tiệc cưới. Triệu tu duyên có biết không, hắn thực sự buông bỏ đoạn tình này, sẽ không đến dây dưa nữa sao? Liên tục hơn một tháng gió êm sóng lặng, người nhà họ quý từ chỗ bất an ban đầu, giờ đã quen dần. Có lẽ mẹ anh trai đều nghĩ rằng, triệu tu duyên sẽ không đến dây dưa nữa, sợ chọc giận như ra. Quý anh anh không nghĩ như vậy, nếu triệu tu duyên thực sự buông bỏ, hắn sẽ đến gặp mình nói rõ ràng. Hắn không đến, chứng tỏ hắn thực sự oán hận nàng. Nghe nói ngày tốt do quan chủ chọn, mưa thu liên miên từ ngày 18 đột ngột ngừng lại vào đêm trước. Sáng sớm hôm sau, bầu trời như một bức tranh lụa xanh, không một ngợn mây, ánh mặt trời xuất hiện sau nhiều ngày. Ngày mới tảng sáng, cổng triệu gia náo nhiệt mở ra. Trên đất trống bên cạnh cổng dựng lên một dãy dạp cưới toàn bộ rực rỡ lụa đỏ. Giữa còn có một sân khấu, Triệu gia thuê người mới xây bếp, mời khoảng 100 người giúp việc và đầu bếp, chuẩn bị bữa tiệc lưu thủy yến suốt cả ngày. Tiếng động lớn vang lên, Quý anh anh dừng tay cầm lược, trong gương, vẻ mặt nàng trầm tĩnh, ngay cả nàng cũng không phân biệt được thần sắc của chính mình. Từ phía phố bên kia truyền đến tiếng náo nhiệt, như cảm giác xem hoa trong sương mù, rất không chân thực. Đến ngày này quý anh anh mới nhận ra mình vẫn còn để ý mặc dù nàng đã bắt đầu học cách che giấu cảm xúc nương tử thay quần áo đi trên giá áo là bộ y phục mới màu hạnh thiêu hoa bảo tướng kết hợp với váy gấm màu trắng màu sắc rất mềm mại một bông hoa bảo tướng màu vàng kim gắn vào ngạch tâm của nàng làm đôi mắt thêm phần sắc sao nàng búi tóc cao cao vóc người trông càng cao hơn quý anh anh nhẹ nhàng gật gật đôi khuyên tai kết dây khổng tước dây kết dài màu vàng kim chạm vào gò má, có chút ngứa. Đây là bộ trang phục chuẩn bị cho tháng sau đón chị dâu qua cửa. Định đi triệu ra, nàng mặc sớm, bước ra khỏi cửa phòng, nàng dừng bước, quý anh anh từ từ ngửa mặt lên, mái ngói cong dài vươn thẳng lên bầu trời xanh thẳm, qua phố, cửa sổ tầng 2 của triệu gia mở rộng, triệu tu duyên đứng ở cửa sổ, yên lặng nhìn về phía xa nhà họ quý. Lá cây hoàng giác chưa rụng hết, nửa vàng nửa xanh treo trên cành. Biết rõ triệu tu duyên không nhìn thấy mình, quý anh anh vẫn trốn sau cây. Qua cành lá, nàng nhìn thấy hắn trong bộ y phục đỏ rực như phượng huyết chu sa trên giấy tuyết trắng, bắt mắt làm tim nàng đập nhanh. Hắn đang nhìn nàng sao? Chỉ hôm nay, hay là đã nhiều ngày như thế? Quý anh anh nhìn về phía tương nhi. Nương tử, ngài đã dặn không cần để ý. Nô tỳ đôi khi không nhịn được nhìn lên, không thấy triệu nhị lang ở đây. Tường nhì nhỏ giọng nói, chỉ có hôm nay, hôm nay hắn kết hôn với nhiều ngũ nương, Quý anh anh không quay đầu lại mà đi ra sân nhỏ. Hắn theo lựa chọn của gia đình, dù bất đắc dĩ hay không muốn, cũng là sự lựa chọn của hắn. Bước chân nàng càng lúc càng nhanh, khi quay đầu lại, không thấy Triệu gia và bộ y phục đỏ rực nữa. Tiếng chiêng trống kèn sona vang lên, Triệu Bình trong bộ áo tơ mới tinh chạy lên tầng hai. Lang quân nên xuất phát Triệu Tu Duyên rời mắt khỏi cây hoàng giác, nụ cười dần nở trên môi. Anh anh, ta giờ đi đón nghiêu ngũ nương, rất nhanh, nàng sẽ đến. Hắn quét mắt nhìn bố trí dưới nhà, đi xuống lầu. Khi ra sân, hắn quay đầu lại chỉ vào thư phòng. Dây án thư khỏi cửa sổ, đặt dạp theo vào chỗ đó. Triệu Bình và Triệu An trao đổi ánh mắt, thắc mắc nghĩ phòng tân hôn bố trí ở Bích Thủy Viên, ai sẽ ở đây? Trong miệng thưa giả, không dám hỏi nhiều. Chương 84. Giờ lành là giờ dậu, tứ khắc. Phần lớn hàng xóm láng giềng thường đến sớm trước buổi trưa để chúc mừng. Buổi trưa có thể ngồi trong hỉ dạp ăn tiệc, buổi chiều nghe vài màn kịch, thật vui vẻ suốt một ngày. Khách đông, triệu gia cũng tràn ngập niềm vui. Đưa phòng bao đỏ dù chỉ có hai đồng tiền, cũng sẽ được quản sự khách khi dẫn vào hỉ dạp để ngồi. Quý thị nghĩ rằng Triệu thân thị bận rộn không quan tâm đến họ, cũng không nghĩ đến việc cần có thiệp mời để vào Triệu gia làm thượng khách. Ba người trong nhà đã ăn trưa, nghỉ ngơi rồi mới nhàn nhã đi tới cổng Triệu gia. Quản sự Triệu gia bận rộn đến mức đầu óc choáng váng, cũng không hiểu được dự định của chủ mẫu trong nhà. Xem quý gia như những hàng xóm bình thường, sau khi ghi nhớ danh sách, người tiếp khách liền an bài cho ba người quý gia ngồi trong hỉ giáp triệu gia đã cử người dọc theo con đường ra khỏi thành từ lúc kiệu hoa ra khỏi cửa thành cứ mỗi nén hương thời gian lại có người báo cáo hành trình khi kiệu hoa cách tam đạo yển chưa đến năm dặm triệu thân thị đã sắp xếp xong mọi việc vừa nhìn canh giờ đã thấy canh thân kiệu hoa vào cửa tân nương nghỉ ngơi một chút đến giờ lành sẽ ra bái đường sau khi bái đường xong mới có thể bắt đầu tiệc Triệu thân thị nhàn nhã uống trà, đã quên mất việc mời mẹ con quý thị. Cố ma ma thấy nàng cuối cùng cũng nhớ ra, vội nhắc. Phu nhân, hình như mẹ con quý thị vẫn chưa đến. Gì, không coi triệu gia ra gì sao? Hàng xóm đều đến đây, nhà nàng lại không đến. Đi mời ngay. Triệu thân thị tức giận. Cố ma ma dạ một tiếng, dẫn theo hai thị tỷ đi. Nàng sợ bỏ lỡ vở kịch hay hôm nay, nên ra cửa đi thật nhanh. Quý thị dẫn quý diệu đình và quý anh anh ngồi ngoài cổng nghỉ dạp, nhìn cố ma ma đi qua, cũng không gọi lại. Nương, có vẻ hôm nay chúng ta phải đi vào xem lễ. Như gia có nhiều người đến, triệu phu nhân làm sao có thời gian quan tâm chúng ta. Quý anh anh thấy kỳ lạ. Có lẽ họ muốn chúng ta nhìn thấy sự phô trương và dòng dõi của Nghiêu Gia. Đồ cưới đến trước giờ mùi, người áp tải là ngũ phẩm du kích tướng quân. Nhìn thấy đội binh sĩ bảo vệ, Diễn cũng dừng lại lâu. Quý thị đáp nhạt. Vậy thì xem đi, chẳng lẽ nàng xem, lại nước mắt rơi vãi ngay giữa đường, khóc la hét đòi gà triệu tu duyên làm chính thê Quý anh anh lầm bẩm Nương, thèm hết lễ chúng ta về nhà nhé. Mắt quý thị phức tạp, nàng hy vọng mình đoán đúng, nhưng trực giác lại mách bảo không đơn giản như vậy. Khi đang nói chuyện, cố mama vội vàng từ hướng quý gia trở về. Ba người ngồi trong đám đông, nhìn nàng vội vã tìm lễ mong. Đang lúc bận rộn, phía trước vang lên tiếng hoan hô. Tân nương tử đến đây. Trẻ con ham chơi, nam nữ trẻ tuổi đều chen lấn về phía đường lớn. Mọi người đều mong móng chờ đợi, hỉ dạp bên trong trống một nửa. Cố ma ma bên cạnh mang theo thị tỷ mắt tinh, phát hiện ra ba người quý gia. Cố ma ma bước nhanh tới, khom người hành lễ nói. Quý phu nhân sao lại ngồi bên ngoài, phu nhân nhà tôi phân phó nô tỳ mời quý phu nhân, quý đại lang quân và quý nhị nương tử vào phủ xem lễ. Ba người quý gia biết nghe lời phải đứng dậy, lúc này, triệu tu duyên dẫn kiệu hoa đến trước cổng chào. Quý anh anh dừng lại, nhường đường cho đoàn đón dâu. Nàng không ngẩng đầu, thân ngựa từ từ xuất hiện trong tầm nhìn, hàm thiếc và dây cương thả lụa đỏ lắc lư ngay trước mắt. Nàng biết rõ người cưỡi ngựa là triệu tu duyên, cố nhịn một chút, hắn sẽ dẫn kiệu hoa tiến vào triệu tu duyên nhìn thấy nàng nàng như hạc giữa bầy gà mềm mại xinh đẹp giữa đám đông một tháng không gặp triệu tu duyên có cảm giác muốn xông đến kéo nàng lại gần nàng không hề nhìn hắn sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng như không biết mình nàng nghĩ rằng hắn sẽ bỏ qua cho nàng sao chú rể không đi tiếp kiệu hoa liền dừng lại chuyện gì vậy một gã tỷ tướng khác trong đoàn đưa thân thấy triệu tu duyên dừng lại không tiến, liền vội vàng thúc ngựa chạy tới, hỏi. Cô ra, sao lại dừng ở đây? Triệu tu duyên thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn qua. Dưới cổng trào, cách mười bước là hàng lính cầm giáo đứng nghiêm. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó chịu, những binh lính này ngăn tất cả khách náo nhiệt và hàng xóm phía sau, tạo ra một lối đi rộng rãi. Khi hắn đến đón dâu, bên trong và ngoài cửa như Gia cũng đầy lính một đám võ tướng ngăn cửa trước, sau khi nhìn hắn ăn nói khép nép đủ rồi, mới cười ha ha cho qua. Nhiều phó đô đốc một lòng giữ thể diện cho con gái, không ngại ngần nói với triệu gia rằng, cưới con gái của họ không phải dễ. Hắn ngửa đầu nhìn cổng trào cao mất, mỉm cười nói. Ta đã thề trước tổ tiên, khi ta đạt được cầm vương, cưới vợ, nhất định phải lạy cổng trào trước, rồi mới qua môn. Gì? Bảo nương tử nhà ta không qua môn đã hạ kiệu hoa, không có cửa đâu. Tỷ tướng lớn tiếng kêu la. Người phụ trách săn sóc nàng dâu nghe thấy cũng sợ hãi. Tân nương chưa qua môn, sao có thể hạ kiệu hoa? Gả cho ta, chính là triệu gia tức. Triệu tu duyên quyết định dạy cho nhiều ngũ nương một bài học. Hắn lạnh nhạt nói. Cổng trào này là do tổ tiên triệu gia lập nên. Kính cổng trào như kính tổ tiên. Đi! Hình thiếu phu nhân hạ kiệu lại cổng chào rồi mới lên kiệu qua môn. Người đưa thân nghiêu gia ổ lên. Một đoàn phấn son sắc sặc sỡ lao tới trước mặt thị tỳ và bà tử của triệu gia. Nhiều thất nương mặc một bộ y phục đỏ lộng lẫy nhảy xuống ngựa, ngăn trước mặt vú già triệu gia, trách mắng. Ai dám mời A tỷ của ta ra kiệu? Bà tử triệu gia khi đón dâu ở nghiêu gia đã bị tổn thất nặng nề. Lúc này đến trên địa bàn của mình, lá gan lập tức lớn hơn nghĩ thầm dù tỷ tỷ của ngươi có giỏi đến đâu, cuối cùng cũng phải làm ấm giường cho lang quân nhà ta. Có bản lĩnh thì ngươi đưa kiệu hoa trở về, mất mặt cũng là nghiêu ra. Lúc này, vẻ ngoài thì cười nhưng lòng không cười, nói về. Phu vi thê cương. Và đạo làm vợ, một giỏ lý thuyết đánh tới nghiêu thất nương. Cuối cùng, một bà tử nói. Thân gia tiểu nương tử còn nhỏ tuổi, không nên xúc động mà hủy hoại danh tiếng của thiếu nái nái. Những lời này hoàn toàn chọc giận Nghiêu thất nương. Nàng dễ dàng nhấc bồng bà từ đó ném vào đám người, chống nạnh nói. Ta hừ, chưa nghe nói qua chưa qua môn bái đường mà đã hạ kiệu hoa bái cổng chào. Triệu nhị lang, người không để A tỷ của ta nhận lỗi, đừng mơ tưởng đưa kiệu hoa qua môn. Nàng vừa nói vừa đạp chân một cái, dưới chân tấm đá xanh kêu phốc một tiếng, vỡ ra thành năm bảy mảnh điều này khiến những người xung quanh không ai dám lên tiếng giúp triệu ra ồn ào lên quý anh anh thấy rõ ràng không nhịn được nở nụ cười nàng thật sự thích tính cách của nghiêu thất nương nàng ngẩng đầu nhìn vừa vặn gặp ánh mắt của tang thập tứ tang thập tứ lang đến đưa thân dương tĩnh uyên cũng đến sao quý anh anh không kìm được nhớ lại đêm mưa đó vội vàng thõng mắt xuống triệu tu duyên híp mắt nàng đang cười nhạo mình sao hắn xoay người xuống ngựa, đi đến trước kiệu nói. Nếu như nương tử không muốn, ta cũng không miến cưỡng. Chưa qua môn, mà đã nghĩ chụp lên đầu mũ bất kính với tổ tiên triệu gia. Theo hắn, đó là phải cúi đầu trước mọi người. Triệu tu duyên ném cho nhiều ngũ nương một vấn đề nan dài. Màn kiệu vừa động, một bàn tay thon dài mềm mại đưa ra ngoài. Lang quân có lệnh, thiếp tự nhiên nghe theo. Móng tay sơn đỏ, đốt ngón tay trắng như ngọc giọng nói của nàng hết sức dịu dàng, như tiếng đàn cầm, lượn lờ êm tai. Triệu tu duyên ngẩn người, trong lòng mơ hồ có chút chờ đợi, mong rằng dung mạo như ngũ nương không khó coi như trong truyền thuyết. mươi 85 Từ dưới làn váy thiền tử, một đôi giày uyên ương ngũ sắc tinh xảo khéo léo thỏ ra, mũi giày nhọn và cong lên, đầu giày có một viên minh châu. Đôi giày rực rỡ tươi đẹp tôn lên thiền tử, mũi giày nhọn cong lên như cái móc, khiến triệu tu duyên tâm thần rung động. Hắn vô thức ngừng đầu cúi nhìn mặt nghiêu ngũ nương. Búi tóc cao được quấn lụa đỏ che khuất tầm mắt hắn. Hắn nhìn xuống chút nữa, thấy nghiêu ngũ nương đã ra khỏi kiệu, đứng trên thảm lông đỏ. Làn váy như hồ sen xanh ngọc, trải rộng ra, che kín đôi giày thiêu ngũ sắc. Nàng mặc váy lụa đỏ thẫm bên trong, khoác áo thiền tử chất cầm với tay áo dài bên hôm buộc chiếc thắt lưng đỏ thiêu chữ phúc. Chiều tối gió mạnh, thổi dài lụa xanh ngọc trên cánh tay nàng bay phất phơ như mây trôi. Tân nương thật đẹp, còn rất hiền thục. Tiếng bản luận lọt vào tai triệu tu duyên, hắn bất giác buồn cười. Nhiều ngũ nương đứng yên, tự nhiên toát ra dáng vẻ được gia đình lớn dạy dỗ từ nhỏ. Triệu tu duyên không khỏi nhớ đến quý thị, lưng eo thẳng tắp như cây trúc không uốn cong, khiến hắn chán ghét hắn liếc nhìn về phía quý anh anh. Đám người xô đẩy để nhìn tân nương, quý anh anh bị che khuất phía sau. Trong đám người có nhiều tiểu nương từ trẻ trung. Triệu tu duyên cố gắng tìm kiếm, cuối cùng thấy quý anh anh với đôi tay mềm mại, chán bóng loáng, một viên bảo hoa kim lấp lánh trong ánh chiều. Ánh sáng lóe lên, rồi lại biến mất trong mắt hắn. Hai trăm thị tỷ triệu gia mang theo đèn lồng, từ cổng chào triệu gia nối tiếp đến cửa lớn chính phòng. Trong chiều tối, ánh sáng lấp lánh, nhìn không thấy điểm cuối. Dưới cổng trào, hương án và đệm cói được bố trí xong với tốc độ cực nhanh. Các vú già triệu ra lùi ra hai bên, cùng nhau khom người, chờ đợi hai người bái tế. Gió thổi tung khăn voan, bốn góc va chạm phát ra tiếng kêu nhỏ. Chiêng trống và tiếng kèn sona đã ngừng, Như Ngũ Nương lờ mờ thấy đám người dưới ánh chiều tối, nàng đưa tay ra. Nhiều thất nương bước nhanh về phía trước, cùng một thị tỷ đỡ nàng. A tỷ. Nhiều thất nương thì thầm. Sao phải nghe hắn, vốn là không hợp quy củ. Nhiều ngũ nương nhẹ nhàng nắm tay nàng, thở dài. Ngươi muốn A tỷ ngồi kiệu hoa trở về, cả đời không gả được ai sao. Còn nhiều thời gian. Nhiều thất nương oán hận nói. Được, lần này thì theo hắn. Sau này, ta sẽ giúp A tỷ chút giận. Nàng buông tay ấm ức nhìn tỷ tỷ và triệu tu duyên đi đến cổng trào để bái hạ trước hương án, rồi xoay người đi tìm tang thập tứ. Sau khi lại cổng trào, như ngũ nương được thị tỷ nâng lên kiệu. Khi xoay người lại, nàng thấy trước mặt mình là một người mặc áo đỏ, như ngũ nương dừng lại, hạ giọng chế giễu. Hiếu dụng không? Triệu tu duyên đầu tiên ngạc nhiên, rồi cảm thấy nghẹn lời. Hiếu dụng không? Nghe lệnh hắn hạ kiệu bái triệu ra cổng trào, có thể thay đổi địa vị của nàng sao? Không phải là mời Tôn Bồ Tát về nhà cung, tại sao hắn lại có ý nghĩ tranh giành ngu mốc này trong đầu? Hắn cắn răng xoay người bước đi, từ trên cao nhìn xuống, lần này hắn dễ dàng thấy được Quý anh anh. Một nam tử khuôn mặt thanh tú mặc áo gấm đứng cạnh nàng, mỉm cười nói chuyện. Chỉ lướt qua, hắn nhận ra bộ áo gấm trên người kia rất đắt tiền. Gò má Quý anh anh đỏ ửng khiến Triệu Tu duyên mặt trầm xuống hắn qua quen với vẻ thẹn thùng nhưng giờ nó không còn dành riêng cho hắn ngoài dương tĩnh uyên nàng còn dám tiếp cận lang quân nhà khác triệu tu duyên không kìm lòng nổi siết chặt dây cương hắn không vội hắn đã đợi nàng bao nhiêu năm còn không đợi được một đêm sao triệu tu duyên hừ lạnh dục ngựa dẫn kiệu đi về phía trước ta và tam lang là huynh đệ hắn đi trường an trước nhờ ta chiếu cố ngươi ngươi có chuyện gì cứ đến phủ trưởng sử trong thành tìm ta tang thập tứ lang cười tươi, nhìn quý anh anh, dù Dương Tĩnh Nguyên có hứa hẹn, giúp hắn mua ngựa tốt ở Tây Thị Trường An, chuyện nhỏ này hắn vẫn có thể giúp. Quý anh anh muốn nói rằng nàng không có quan hệ gì với hắn. Mẹ và anh trai nàng chỉ cách vài bước, nàng thật sự không tiện và thẹn thùng khi nói với tang thập tứ về những điều này, chỉ đành thấp giọng cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Tang thập tứ lang tò mò, thấp giọng hỏi. Ngươi và Tam Lang lần trước xem dê, không phải là thông đồng tốt, cố ý để ta mất mặt sao? rõ ràng hai người sớm đã quen biết, Dương Tĩnh Uyên vẫn không biết, hắn cứ ngốc nghếch đi trêu chọc Quý Nhị Nương, rồi lại gọi Thiếp Thất đến làm phiền, thật đáng giận. Ta và hắn chỉ là quen biết mà thôi. Quý anh anh nhỏ giọng giải thích, nàng nhớ lại Dương Tĩnh Uyên đứng dưới mái hiên trong mưa, nhìn về phía mình, khiến nàng đỏ mặt. thập tứ ca nghe tiếng Ngưu Thất Nương gọi tang thập tứ lang vội vã chắp tay chào quý anh anh, rồi trở lại đội ngũ. Gặp nhiều thất nương đến thăm dò, quý anh anh mỉm cười khẽ gật đầu với nàng, xem như chào hỏi. Đoàn người đi vào ngõ hẻm, cố ma dẫn ba người quý gia vào triệu gia từ cửa hông. Quý diệu đình được gã sai vặt dẫn đến phòng nam khách ở phía trước, quý thị và quý anh anh vào cổng trong đi về hậu viện. Lúc đầu còn nghe thấy tiếng cười nói mơ hồ trong viện, thấy thị tỷ bôn ba qua lại. Đi dọc hành lang gấp khúc một đoạn, bốn phía trở nên yên tĩnh. Một sân trong xuất hiện trước mặt quý anh anh, qua tường viện trắng như tuyết, nàng thấy tầng hai của tiểu lâu bên trong. Cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Quý thị đã dừng bước, nhíu mày nói. Chúng ta đã nhận lời mời đến dự lễ chúc mừng. Sao mama lại đưa chúng ta đến chỗ hẻo lánh này? Cố mama ra mống mời phu nhân nhà tôi có chuyện muốn nói với quý phu nhân. Không ngờ quý phu nhân ngồi ngoài hỉ dạp, hiện tại tân nhân đã qua môn, chỉ còn chờ giờ lành bái đường, phu nhân mới có rảnh. Nghĩ rằng quý phu nhân và quý nhị nương không lạ gì tiền đường, xin hãy nghỉ ngơi một chút, uống chén trà. Chờ phu nhân đến. Mẹ con quý thị vốn không hứng thú xem lễ, biết rằng triệu thân thị có chuyện muốn nói, sớm muộn cũng phải nghe. Lúc này khách tùy chủ, bước vào sân nhỏ trong viện trồng một hàng cây tử đằng, lúc này đã rụng lá xanh, chỉ còn lại những cành leo lên kệ trúc. Quý anh anh càng nhìn càng thấy không phù hợp, bước vào, thấy treo giữa kệ trúc là một bức tranh thủy mặc. Mái ngói trắng, trong viện có cây hoàng giác sum xuê, một góc cửa sổ có một nữ tử mặc áo đỏ. Quý anh anh nghẹn ngào nhìn chân chối. Hai vị ngồi tạm, lão nô về báo phu nhân. Cố ma ma cúi chào, lui ra khỏi sân nhỏ phu nhân, tiểu nương tử, xin mời dùng trà. Tại chính đường, bốn thị tỳ hầu hạ. Sau khi dâng trà và điểm tâm, họ im lặng đứng đợi ngoài hành lang gấp khúc. Trong phòng không có ai, quý anh anh liền nhích lại gần quý thị, nhẹ nói. Nương, bức họa này vẽ chính sân nhỏ của ta. Chỗ này giống như đối diện đằng viên của nhà chúng ta, là chỗ ở của triệu tu duyên. Quý thị hít vào một ngụm khí lạnh, triệu gia có ý gì đây? Nàng đứng dậy, nhíu mày, nắm tay quý anh anh đi ra ngoài phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn